Bật lửa Zip Boba 01FB chuẩn xịn chính hãng. Bật lửa Zip Boba 01FB thuộc dòng bật lửa Zip Boani, que mang hơi hướng cổ điển với chất liệu đồng thau nguyên khối. Nền vỏ được mạ bằng đồng đỏ phủ bóng góp phần tạo nên vẻ sang trọng cho bật lửa. Đây là chiếc bật lửa giả cổ được người chơi săn lùng ngay từ những ngày đầu ra mắt. Hãy cùng Ambe tìm hiểu em này qua video dưới đây nhé! Bật lửa Zip Boba 01FB Antique Copper màu đồng đỏ. Bật lửa Zip Boba 01FB Ani que đồng đỏ vừa được Zippo tái sản xuất trở lại trong năm 2017. Kiểu vỏ được trang trí trên công nghệ sơn phủ mạ giả cổ, bám chặt vào vỏ kim loại, bền, độc đáo và rất dễ sử dụng. Bật lửa đồng đỏ giả cổ có nhiều ưu điểm hơn các dòng sản phẩm khác cùng loại về kiểu dáng mẫu mã đẹp mắt, thiết kế nam tính, mạnh mẽ. Với họa tiết sức bụi, bạn có thể khắc tên hay logo lên bề mặt vỏ theo yêu cầu. Đây là cách bạn sở hữu một phiên bản giới hạn cho riêng mình. Bạn có thể thể hiện những màn biểu diễn đẹp mắt trước mặt mọi người với chiếc bật lửa này. Đặc biệt, bật lửa hoạt động bình thường ngay cả trong môi trường ẩm ướt hay có gió mạnh, với tốc độ gió lên đến 40 km/h. Khi mở Zip Boba 01FB sẽ có âm thanh đặc trưng cực kỳ bắt tai, ruột chôm cao cấp không chỉ đảm bảo độ bền của bật lửa theo thời gian sử dụng. Sản phẩm hoạt động dựa trên cơ chế gồm có xăng, bấc, đá kết hợp với buồng đốt tạo nên một hệ thống đánh lửa mạnh và chính xác. Zip Boba 01FB là sản phẩm được yêu thích bởi sự đơn giản nhưng vẫn luôn sang trọng cho các cánh mày râu. Hộp quẹt Zip Boba 01FB đẹp chất lượng. Các nguyên liệu được lựa chọn và kiểm tra kỹ lưỡng trước đưa vào sản xuất, nên bạn có thể yên tâm về độ nhạy lửa, an toàn khi sử dụng, đặc biệt với lớp vỏ chắc chắn giúp bạn có thể yên tâm không lo hư hỏng hay chảy xước khi va chạm. Một đáy đời số giúp bạn dễ dàng kiểm tra thông tin năm tháng sản xuất của sản phẩm, với ký hiệu tháng là dãy chữ in hoa A đến L tương ứng từ tháng 1 đến tháng 12. Hộp đựng Zippo chính hãng cao cấp dùng như hộp quà tặng. Trong hộp luôn có đầy đủ giấy tờ bảo hành và hướng dẫn sử dụng. Đằng sau sẽ có tem đính kèm để người dùng check mã cốt của sản phẩm. Bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của Zippo khi mua hàng tại Ambe Shop. Ngoài ra, Ambe Shop khuyên bạn nên sử dụng phụ kiện Zippo chính hãng như bao da bật lửa. Nó không chỉ giúp bảo vệ chiếc Zippo của bạn không bị chảy xước trong quá trình di chuyển, mà còn là món phụ kiện thời trang khẳng định cá tính của riêng mình. Trên đây là video về bật lửa Zip Boba 01FB chuẩn xịn chính hãng. Các bạn có nhu cầu mua hoặc tìm hiểu mẫu khác thì ghé ngay qua website của Ambe để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.